Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tổng Hợp của mình. Thì để tiếp tục cái chuỗi video giới thiệu cho các bạn các mạch điện công nghiệp cơ bản, thì ở video này mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cái mạch khởi động từ kép, hay còn gọi là mạch đảo chiều gián tiếp. Đó. Thì ở video này mình sẽ cùng các bạn đi phân tích nguyên lý hoạt động của cái mạch khởi động từ kép này. Thì đây là một cái mạch khởi động từ kép, hay còn gọi là mạch đảo chiều gián tiếp mà mình vừa mới vẽ xong. Đó. Thì các thiết bị sẽ gồm một con automat Q1 để cấp nguồn. Ở phía mạch động lực sẽ gồm hai cái tiếp điểm động lực của conductor KN và KT, tương ứng với ca thuận và ca ngược, để cấp điện cho động cơ chạy thuận hoặc chạy ngược, kết hợp với một rơ le nhiệt, một động cơ 3 pha. Hai cái tiếp điểm động lực của KT và KN sẽ có tác dụng đảo thứ tự của hai pha nguồn cấp vào cho động cơ để đảo chiều quay động cơ. Thì ở đây chúng ta sẽ đảo thứ tự pha L1 cho L3. Về phía mạch điều khiển thì chúng ta sẽ lấy nguồn từ pha L3 đi qua cầu chì. Tiếp đến là nút ấn stop, nút ấn chạy thuận, đấu song song với nút ấn chạy thuận là tiếp điểm thường mở, tiếp điểm phụ, tiếp điểm NO của conductor KT. Tiếp đến là tiếp điểm khóa chéo của conductor KN, cấp điện cho cuộn hút conductor KT. Thì tại vì cuộn hút của conductor KT và cuộn hút conductor KN sẽ không được đồng thời có điện cùng một lúc, nên chính vì thế chúng ta phải sử dụng tiếp điểm khóa chéo. Đó. Ở đây trước cuộn hút của hai conductor chúng ta sẽ sử dụng tiếp điểm khóa chéo. Đấu song song với cuộn hút conductor KT là đèn báo trạng thái motor chạy thuận. Tương tự, đấu song song với nút ấn chạy ngược sẽ là tiếp điểm thường mở của conductor KN để duy trì. Tiếp đến là tiếp điểm thường đóng của KT để khóa chéo. Đấu song song với cuộn hút của conductor KN là đèn báo trạng thái motor chạy ngược. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng tiếp điểm thường đóng của rơ le nhiệt, nghĩa là chân 95-96 để bảo vệ. Đó. Chân 97-98 nghĩa là tiếp điểm thường mở của rơ le nhiệt sẽ cấp cho một cái đèn báo sự cố, đèn báo alarm. Khi mà rơ le nhiệt tác động thì chân 95-96 sẽ mở ra ngắt điện của mạch điều khiển, chân 97-98 đóng lại cấp điện cho đèn báo alarm sáng, báo hiệu cho người vận hành biết là động cơ đang gặp sự cố. Đó là toàn bộ các khí cụ điện được sử dụng trong cái mạch khởi động từ kép này. Thì bây giờ mình sẽ phân tích nguyên lý hoạt động cho các bạn xem. Thì mình sẽ vừa chạy vừa mô phỏng vừa nói nguyên lý hoạt động cho các bạn dễ hiểu nhá. Đó. Thì để chạy máy chúng ta đóng automat Q1 để cấp nguồn, ấn nút chạy thuận, conductor cuộn hút conductor KT được cấp điện. Thì tại vì chúng ta sử dụng cái tiếp nút ấn không duy trì nên là khi ta nhả tay ra tiếp điểm của nó lại mở ra, nhưng lúc này cuộn hút conductor KT đã có điện nên là tiếp điểm duy trì của nó sẽ đóng lại để duy trì nguồn điện cho cuộn hút conductor KT. Đèn báo chạy thuận sáng, tiếp điểm khóa chéo của nó sẽ mở ra để ngăn không cho cuộn hút conductor KN có điện cùng lúc với cuộn hút conductor KT. Tiếp điểm động lực của conductor KT đóng lại, cấp điện cho động cơ chạy thuận chiều kim đồng hồ. Đây các bạn quan sát cái chiều mũi tên này, nó hiển thị chiều quay của động cơ. Đó. Thì vì đây là một cái mạch khởi động đảo chiều gián tiếp nên khi mà động cơ đang chạy thuận
chúng ta có ấn nút chạy ngược thì động cơ cũng không thể đảo chiều được. Đó, các bạn thấy không? Tại vì trước cái cuộn hút công tơ KN ấy, cái tiếp điểm khóa chéo của công tơ KT nó đang mở ra. Nên chúng ta có ấn nút chạy ngược thì nó cũng không thể đảo chiều được. Và muốn đảo chiều động cơ, chúng ta phải ấn nút stop. Khi ấn nút stop thì cuộn hút công tơ K mất điện, KT mất điện, đèn báo chạy thuận tắt. Tiếp điểm duy trì của nó mở ra, tiếp điểm khóa chéo của KT đóng lại. Tiếp điểm động lực của KT mở ra, động cơ dừng hoạt động. Lúc này chúng ta ấn nút chạy ngược thì động cơ mới có thể quay ngược trở lại được. Đó, khi ấn nút chạy ngược thì cuộn hút công tắc tơ KN có điện. Tiếp điểm duy trì của nó đóng lại. Tiếp điểm khóa chéo của KN mở ra. Đèn báo trạng thái của động cơ chạy ngược sáng. Tiếp điểm động lực của công tắc tơ KN đóng lại, cấp điện cho động cơ chạy ngược chiều kim đồng hồ. Nó sẽ đảo thứ tự pha giữa pha L1 và pha L3. Và khi động cơ đang hoạt động, đang quay ngược, mình có ấn nút chạy thuận thì động cơ cũng không thể chạy ngược trở lại được. Tiếp đến, khi mà động cơ đang hoạt động và gặp sự cố thì rơ le nhiệt sẽ tác động. Đó. Khi rơ le nhiệt tác động thì các bạn quan sát cái chân 95, 96 và 97, 98 của rơ le nhiệt, nó sẽ đảo trạng thái. Đó, các bạn sẽ quan sát hai cặp tiếp điểm này. Mình sẽ tác động bằng tay và rơ le nhiệt cho các bạn quan sát. Khi mà rơ le nhiệt tác động thì chân 95, 96 của rơ le nhiệt sẽ mở ra, ngắt điện của mạch điều khiển, cuộn hút công tắc tơ KN mất điện, đèn báo chạy ngược tắt, động cơ dừng hoạt động. Chân 97, 98 của rơ le nhiệt đóng lại, cấp điện cho đèn báo alarm sáng, báo hiệu cho người vận hành biết là động cơ đang gặp sự cố. Thì khi mà đèn báo alarm đang sáng thì chúng ta có ấn nút chạy thuận hay ấn nút chạy ngược thì động cơ cũng không thể hoạt động được. Lúc này chúng ta phải kiểm tra motor, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục sự cố xong, chúng ta phải ấn nút reset trên rơ le nhiệt để cho cái chân 95, 96 này đóng lại, chân 97, 98 mở ra. Đó. Khi mà đèn báo alarm tắt thì lúc này chúng ta ấn nút chạy thuận hay ấn nút chạy ngược thì động cơ mới có thể hoạt động được. Thì đó là toàn bộ nguyên lý hoạt động của cái mạch khởi động từ kép, hay còn gọi là mạch đảo chiều gián tiếp. Thì hy vọng là sau khi xem cái video này thì các bạn có thể nắm được cái nguyên lý hoạt động của cái mạch khởi động từ kép này. Thì qua cái video này mình muốn lưu ý đến các bạn một số vấn đề như sau. Cái thứ nhất là khái niệm thế nào là một khởi động từ kép. Thì một khởi động từ kép sẽ gồm một hai con công tắc tơ kết hợp với một rơ le nhiệt. Thứ hai, mạch đảo chiều gián tiếp là cái mạch đảo chiều, là mạch điện mà khi mà chúng ta muốn đảo chiều động cơ thì chúng ta phải ấn nút stop, sau đó mới ấn được nút đảo chiều. Điều lưu ý thứ ba với các bạn đó là để đảo chiều của động cơ 3 pha thì chúng ta sẽ đảo chiều đảo thứ tự 2 pha nguồn cấp vào cho động cơ thì nó sẽ quay ngược chiều trở lại. Thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Các bạn xem video thấy hay và có ích thì nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Các bạn có thể chụp lại màn hình hoặc vẽ lại cái sơ đồ này ra giấy để video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm để thiết kế cái mạch khởi động từ kép này cũng như chạy mô phỏng nó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.